Con người của anh đúng là đê tiện. Nếu cô cao thượng như vậy, hay là cô giúp cho tôi đi. Cô biết mắc cỡ sao? À, nếu anh biết mắc cỡ, anh đã không uốn éo tay chân trong đó rồi. Hy sinh sắc tướng, bán rẻ thân thể, luôn cả chút sĩ diện cuối cùng cũng ném xuống biển hết luôn rồi. Đón xem những diễn biến tiếp theo của Sứ giả siêu năng phát sóng vào lúc 19:40 từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần, chỉ có trên truyền hình Bến Tre.